Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn, một bộ giường tủ VIP nhất của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, được đục hoa hồng. Và chiếc giường này thì có kích thước là 2m2, 2m4, rất là to, rộng và đẹp, đẹp. Được nằm bằng gỗ hương của Lào. Và kích thước của giường này là to. Giường này là giường king size, đệm cũng phải đặt mới có, không bao giờ có sẵn những cái đệm như thế này. Bởi vì cái giường đục của hoa hồng nó vừa đẹp vừa trang trọng vừa quý giá, và các cái đục của những cái bông hoa hồng này thì đẹp chưa từng thấy. Và đây là cái giường hoa hồng mẫu của vua Pháp, được làm bằng gỗ hương của Lào. Nó vừa thơm vừa rất là đẹp. Khi mà quý khách ngồi thì sẽ nhà nếu mà có cả 4 người hoặc 6 người nằm cũng không sao cả, vì nó rất là rộng. Chiều rộng của nó từ bên này sang bên kia là 2m2 chưa kể phủ bì. Từ chiều sâu là từ dưới này đến cái đệm là 2m4, nếu cả phủ bì là 2m6. Và đây là một trong những cái giường vô cùng là đẹp, rất là tuyệt vời, dành cho các cái phòng ngủ rộng mà đẹp, mà khi mà đặt để vào thì sẽ rất là thơm. Quý khách cũng có thể mua cùng với lại hai cái đôi tủ đầu giường, hoặc cái tủ áo đục hoa hồng Louis kia với lại cái tủ phấn đục của hoa hồng đây, thì nó sẽ là một cái bộ giường complex. Mặc dù là Hướng Mai cũng rất là to, nhưng mà khi ngồi vào đây thì nó lọt thỏm, nó rất là bé so với lại cái giường này. Thế nên là khi mà quý khách đi đâu làm gì, công việc rất là mệt nhọc cả ngày, thì khi mà nằm vào cái giường này, răng chân răng tay ra cảm thấy rất là thoải mái và rộng rãi. Bởi vì kích thước thì nó vô cùng là, nó vượt qua cả cái giường king size 2m2, 2m2 mà nó là giường 2m2, 2m4, nó rất là to và đẹp. Đặc biệt là được làm dày 12 phân, được những người nghệ nhân đục bằng tay hết. Và với cái chất liệu gỗ và hương của nào, nó vừa thơm, vừa đẹp, vừa mịn, vừa kỹ, vừa quý, thì quý khách sẽ thấy là những cái này nó thực sự là tài sản muôn đời cho con cháu mai sau. Để lâu thì có giá mà dùng mãi không hỏng, và nó thiên nhiên vạn đại, có thể nói là được hàng nghìn năm, không bao giờ hỏng được. Nếu như công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai có bảo hành đi chăng nữa thì cũng không bao giờ phải bảo hành, bởi vì cái gỗ của nó rất là quý và chắc chắn, nó không thể nào hỏng được. Chỉ có là mỗi khi nào mà quý khách muốn nằm mới thì xin lại thì nó đã mới và đẹp rồi. Cái bộ này cũng có thể rất là dễ lau chùi, chỉ cần lau sạch phất trần cũng được, có thể sạch được. Bởi vì cái thợ họ làm rất là kỹ, cho nên là khi mà bụi nó không bám được vào bề mặt, chỉ cần phất một cái là đã có thể sạch ngay. Và đây là một trong những bộ vô cùng là quý, rất là chất lượng và rất là đẹp đẽ của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Phòng khách của quý khách mà dùng các cái bộ Louis thì trong phòng ngủ cũng có những cái bộ Louis hoàng gia như thế này. Khi mà kê vào trong nhà thì đi đến đâu cũng có cái sự đồng bộ complex, từ giường đến tủ hồng, đến tủ áo, hay là kể cả là tủ phấn nữa. Thì khi mà đặt để vào trong ngôi nhà, nó vừa đẹp vừa sang, vừa chất lượng vừa quý giá. Và đây là một trong những cái bộ mà VIP nhất của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai bằng gỗ hương của Lào. Hôm nay thì với một bộ giường tủ vô cùng là đẹp, rất là chắc chắn, đầy đủ cả bộ, Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin được giới thiệu tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng thành công. Bất cứ khi nào mà quý khách muốn sắm các chiếc giường để cho gia đình quý khách, hay là có các con cưới, thì hãy đến với tầng 6 Hướng Mai Center. Quý khách sẽ chọn được những cái giường ưng ý. Cũng có những cái giường thì thật là đẹp, thật là quý giá, thật là nhiều tiền, nhưng cũng có những cái giường thì với chi phí rất là hợp lý. Bởi vì tiêu chí của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai là sang trọng hôm nay, giá trị mai sau. Quý khách sẽ chọn được những sản phẩm thật là ưng ý, với chất lượng cũng như là chi phí rất là hợp lý. Và các cái sản phẩm thì vô cùng là tuyệt đẹp, kỹ càng và chất lượng. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy năng lượng. Xin được trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào.